Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Như Báo Pháp Luật đã đưa tin, ngày 12 tháng 4, Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thống nhất không xem xét, giải quyết đối với đơn xin khai thác vật quý của ông Huỳnh Phú Tân. Lý do là ông Tân không cung cấp được thông tin, hình ảnh, tư liệu gì cụ thể, rõ ràng để chứng minh có sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti, Phan Thiết. Vậy giả sử tìm được kho báu 3 tấn vàng thì số vàng này sẽ được xử lý như thế nào? Những tình huống pháp lý có thể phát sinh trong trường hợp này ra sao? Trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ Huỳnh Đức Hiếu, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích: xung quanh giả thiết tìm được 3 tấn vàng có thể đặt ra nhiều tình huống. Thứ nhất, trong trường hợp chủ sở hữu vì một lý do nào đó mà từ bỏ quyền sở hữu thì có thể căn cứ điều 228 Bộ luật Dân sự để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu. Theo đó, nếu tài sản là động sản thì quyền sở hữu thuộc về người phát hiện, quản lý. Nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về nhà nước. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai. Sau một năm mà không xác định được chủ sở hữu động sản thì quyền sở hữu thuộc về người phát hiện tài sản. Nếu tài sản là bất động sản thì sau 5 năm không xác định được chủ sở hữu, tài sản thuộc về nhà nước. Người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. Thứ hai, nếu số vàng được tìm thấy do người khác vì một lý do nào đó mà vô tình đánh rơi khi đi trên sông thì sẽ căn cứ điều 230 Bộ luật Dân sự về xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên. Theo đó, trường hợp người phát hiện được tài sản đó biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản. Nếu không biết địa chỉ thì phải thông báo giao nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai. Sau một năm mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định. Tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở thì người nhặt được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó. Tài sản có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở quy định. Phần giá trị còn lại thuộc về nhà nước. Tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử, văn hóa thì tài sản đó thuộc về nhà nước. Người nhặt được tài sản được một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 30, Nghị định 29 năm 2018 quy định cụ thể về mức chi cho các trường hợp nêu trên. Nếu số vàng được cố tình chôn lấp dưới lòng sông hoặc vì một lý do nào đó như tai nạn đắm tàu chôn vùi dưới lòng sông thì số vàng tìm được sẽ xác định theo điều 229 Bộ luật Dân sự về xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm. Theo đó, trường hợp biết chủ sở hữu là ai thì người phát hiện phải thông báo hoặc trả lại ngay. Nếu không biết chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Trường hợp tài sản này có hoặc không xác định được chủ sở hữu mà không phải tài sản thuộc di tích lịch sử, văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở thì sau khi trừ các chi phí tìm kiếm, bảo quản thì thuộc quyền sở hữu của người tìm thấy. Nếu tài sản có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở thì người tìm được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở, phần giá trị còn lại thuộc về nhà nước. Ngoài ra, về mức thưởng, căn cứ khoảng 5 điều 30 Nghị định 29 năm 2018 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì tùy loại tài sản được tìm thấy mà được hưởng thêm mức thưởng khác nhau căn cứ vào giá trị của tài sản. Về mức thanh toán phần giá trị của tài sản, khoảng 6 điều 30 Nghị định 29 năm 2018 quy định phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm trong trường hợp không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 4, trao đổi với BLO, ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tiếp tục liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận để xin giấy phép khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, Phan Thiết. Theo ông Tân, gần đây có một số thông tin cho rằng ông nằm mơ thấy kho báu quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ti là không đúng mà ông có cơ sở rõ ràng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Điền đã làm việc với tôi và tôi đã khẳng định điều này. Thời gian qua, tôi âm thầm làm hồ sơ, thủ tục xin phép, gia đình tôi hoàn toàn không hề biết. Do đó, khi có người hỏi, gia đình tôi sợ tôi làm gì vi phạm pháp luật nên nói rằng tôi nằm mơ thấy để cho qua chuyện, ông Tân chia sẻ. Theo ông Tân, nếu được tỉnh Bình Thuận cấp phép,
ông phải điều chỉnh thời gian khai quật kho báu bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2025 đến kết thúc vào ngày 20 tháng 2 năm 2025. Không thể khai quật kho báu vào tháng 5 năm 2024 do thời gian quá gấp. Trả lời câu hỏi về việc hàng ngày phải đi vác muối thuê thì kinh phí đâu để khai quật kho báu và ký quỹ nửa tỷ đồng, ông Tân cho biết mọi việc đã được ông tính toán. Chi phí khai quật, tiền ký quỹ đều do phía đối tác của tôi lo. Hiện ba công ty xây dựng là đối tác cơ bản đã đồng ý và chỉ chờ có giấy phép là triển khai, ông Tân khẳng định. Theo ông Tân, trước đây ông là thầu xây dựng nhưng do làm ăn thất bại nên thỉnh thoảng rảnh rỗi nên ông có đi vác muối thuê. Đi vác muối thuê là việc làm không vi phạm pháp luật và cũng chẳng liên quan gì đến việc khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Tì. Vì như tôi đã nói, tất cả chi phí đều đã do phía đối tác của tôi lo, ông Tân cho biết. Như BLO đã đưa tin, đầu tháng 4 năm 2024, ông Huỳnh Phú Tân đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xin khai thác vật quý. Cụ thể, ông Tân cho biết, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới lòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết. Do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, chỉ truyền đến đời tôi và hiện giờ tôi biết được địa điểm mà thôi, đơn của ông Tân khẳng định. Theo ông Tân, nếu được cho phép, thời gian khai thác dự kiến kho báu sẽ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, hoặc từ ngày 10 tháng 2 năm 2025 đến ngày 20 tháng 2 năm 2025. Và ông Tân sẽ phối hợp với ba công ty xây dựng là đối tác để khai thác. Đối với biện pháp an toàn trong khai thác kho báu, ông Huỳnh Phú Tân đề nghị cử 10 cán bộ công an bảo vệ an toàn trong thời gian khai thác và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được để đưa tài sản về kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Ông Tân cũng yêu cầu cử 2 cán bộ có kinh nghiệm xử lý chất nổ nếu xử lý phát hiện chất nổ và tất cả chi phí đều do ông Tân bỏ ra. Tôi xin cam kết nếu được sự cho phép, tôi sẽ ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, số tiền là 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi bàn giao mặt bằng như hiện trạng ban đầu. Tài sản khai thác được, tôi xin nhận 30% tổng tài sản thu được, 70% còn lại tôi xin bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận để các cấp lãnh đạo xử lý, ông Tân nêu rõ. Người khai thác kho báu đề nghị cử 10 công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được. Ngày 5 tháng 4, nguồn tin của BLO cho biết, ông HPT, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh xin khai thác vật quý. Cụ thể, ông HPT cho biết, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết. Do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, chỉ truyền đến đời tôi và hiện giờ tôi biết được địa điểm mà thôi, đơn của ông HPT khẳng định. Ông HPT cho biết đi thẳng vào phương án khai thác mà không cần thiết qua thăm dò vì địa điểm cụ thể ông đã xác định được. Theo ông T, nếu được cho phép, thời gian dự kiến khai thác kho báu sẽ từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 hoặc là từ ngày 10 tháng 2 năm 2025 đến ngày 20 tháng 2 năm 2025 và ông T sẽ phối hợp với ba công ty xây dựng là đối tác để khai thác. Đối với biện pháp an toàn trong khai thác kho báu, ông HPT đề nghị cử 10 cán bộ công an bảo vệ an toàn trong thời gian khai thác và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được để đưa tài sản về kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Ông T cũng yêu cầu cử 2 cán bộ có kinh nghiệm xử lý chất nổ để xử lý nếu phát hiện chất nổ và tất cả chi phí đều do ông T bỏ ra. Phương án của ông HPT cũng cho biết, dự toán kinh phí khai thác khoảng 200 triệu và phương tiện khai thác sẽ bao gồm xà lan, xe đào và công nhân trục vớt. Tôi xin cam kết nếu được sự cho phép, tôi sẽ ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, số tiền là 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi bàn giao mặt bằng như hiện trạng ban đầu. Tài sản khai thác được, tôi xin nhận 30% tổng tài sản thu được, 70% còn lại tôi xin bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận để các cấp lãnh đạo xử lý, ông T nêu rõ. Được biết, trước đó vào cuối năm 2023, ông HPT đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đề nghị được khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti và ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết có văn bản trả lời. Theo đó, đơn của ông HPT không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết và hướng dẫn ông T gửi đơn tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận. Như vậy, đây là kho báu thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có cá nhân đứng ra xin khai thác. Trước đó là kho báu Núi Tàu ở Tuy Phong, kho báu Tánh Linh,
kho báu căn cứ 6 và nay là kho báu dưới sông Cà Ti. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.